Mỗi lúc nghĩ lại cái ngày hôm đó, ngày mà anh gọi điện cho tôi rồi bảo, mình dừng lại em nhé, anh xin lỗi nhưng anh không thể làm đám cưới với em được. Anh lỡ yêu người khác mất rồi và anh không muốn rối lòng thêm nữa, trái tim tôi vẫn nhói đau và chưa hết bàng hoàng. Hôm ấy tôi cứ nghĩ anh đùa, nhưng không phải anh bỏ rơi tôi thực sự. Cả gia đình tôi và gia đình anh nháo nhào lên không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi sốc tới mức phải nằm viện cấp cứu một tuần liền. Tỉnh dậy tôi chỉ biết khóc, tôi hận anh bội bạc, hận anh vô tình, vô trách nhiệm. Sau hôm đó mẹ anh bắt xe hơn 200 cây số ra thăm tôi, bà quỳ gối xin lỗi gia đình tôi và cầu xin tôi tha thứ. Hai mẹ con chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc. Thời gian sau đó tôi cứ sống trong day dứt và dằn vặt, tôi tự hỏi mình đã làm gì sai mà anh lại nỡ đối xử với mình như vậy. Sau khi anh hủy hôn, anh có gửi cho tôi 100 triệu nhưng tôi đã đưa số tiền đó gửi lại cho bố mẹ anh vì tôi chẳng có lý do gì để nhận chúng cả. Từ sau cái ý đêm đó tôi không còn nờ biết thông tin gì về anh nữa. Anh bị ấy nờ mở tờ hoa nờ toa nờ con nờ tôi vợ nờ không nhận được câu trả lời y thoa mà nờ. 4 tháng sau anh có đăng một bức ảnh tựa đầu vào vai một cô gái xinh đẹp nào đó, nhìn họ có vẻ hạnh phúc. Can ở dưới nhìn ở nửa cờ mà tôi can ở dưới la ra. Vợ ý là anh và cô ta đa bên nhau. Tôi cứ ý chua cha thật cho 9 mi nhờ, 7 năm yêu đương hầu nga ý na ho cu nở dưới bên nhau và hầu như ngày nào anh cũng bảo anh yêu tôi. Vợ ý ma đu nở dưới một cái ý anh ba ho anh có người mơ ý. Tờ hờ tờ khó tin. Sau lần đó tôi không còn dám tin vào tình yêu nữa. Tôi lao vào công việc và những chuyến đi để cố gắng quên đi chuyện tình buồn. Có những đêm ngồi một mình ngoài bờ biển, tôi hòa lên khóc nức nở, thú thật càng cố quên anh tôi lại càng thấy nhớ. Một lần tôi nói chuyện với bạn thân anh. Tôi nghe anh ấy bảo, thằng Tuấn này cưới vợ sống hạnh phúc rồi em à nên em cũng quên nó và tìm người mới cho mình đi nhé. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tôi không rõ nên buồn hay nên vui nữa, mọi thứ đến quá nhanh khiến tôi có chút sốc. Gần 2 năm trôi qua đàn ông đến bên tôi cũng không ít nhưng tôi khước từ tất cả. Vết thương kia vẫn chưa lành nên tôi không muốn khiến mình lẫn người khác bị tổn thương. Mọi thứ cứ diễn ra tẻ nhạt như thế cho tới một ngày mẹ anh gọi điện cho tôi. Alo con nghe mẹ ơi. Ừ Nhi hả con khỏe không? Dạ con khỏe ạ, mẹ có khỏe không? Ừ mẹ cũng tạm ổn, Nhi này mẹ có chuyện này muốn nói với con. Con bình tĩnh nghe mẹ nói nhé. Vâng con nghe đây mẹ. Con có thể đến gặp Tuấn lần cuối không? Nó nhớ con nhiều lắm. Mẹ nói sao cơ? Lần cuối là sao ạ? Anh ấy định đi đâu xa hả mẹ? Ừ nó bị ung thư con à, con qua gặp nó một lần đi. Mẹ xin con đấy. Giây phút đó tai tôi ù đi, tay cầm điện thoại không vững nữa. Tôi bủn rủn rồi hòa lên khóc nức nở. Sao mọi chuyện cứ giống như phim Hàn vậy nhỉ? Tôi khóc rồi cười điên dại. Tôi đến gặp người yêu cũ ngay tối hôm đó. Anh nằm đấy đầy mệt mỏi, đầu đã rụng hết tóc. Vừa thấy tôi anh cố nhoẻn miệng cười. Em đến đó rồi đấy hả? Tôi ôm chầm lấy anh mà khóc, tôi trách anh sao không cho tôi biết mọi chuyện. Sao anh lại biến em thành con ngốc như vậy? Như thế này chẳng phải em là đứa cạn tình cạn nghĩa hay sao? Khi anh cần em ở bên thì em còn bận trách móc anh, bận hận thù anh. Sao anh tệ thế? Đáng lẽ anh phải sống khỏe mạnh và hạnh phúc chứ? Anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi. Anh ra đi sau đó 2 tháng, đau đớn trong tôi lại nhân lên gấp bội. Tôi tự hỏi chúng tôi đã làm gì sai mà ông trời lại nỡ đối xử với chúng tôi như vậy. Suốt 2 năm qua anh sống gần tôi. Anh ở cùng cái Hà Nội này vậy mà tôi lại chẳng hề hay biết, càng nghĩ đến đó tôi lại càng muốn phát điên lên. Hai chúng tôi phải nói là trai tài gái sắc. Cả hai lại đều được sinh trưởng trong những gia đình vừa khá giả lại nề nếp gia giáo. Vì vậy bạn bè của tôi và anh đều nói chúng tôi như trời sinh một cặp, không lấy nhau thì quá phí. Yêu mấy năm cấm tiệt chồng nên đêm tân hôn tôi hí hửng chuẩn bị dâng hiến cho anh đời con gái của mình. Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, sẽ có một đêm tân hôn đáng nhớ, nào ngờ điện vừa vụt tắt thì tôi thấy trong phòng ngủ có một người đàn ông khác ngoài chồng. Tôi hốt hoảng bật đèn thì chết ngất khi người đàn ông đó đang khỏa thân. Anh là ta là ai hả chồng? Em bình tĩnh đi, đó là bạn anh đấy. Cậu ấy hôm nay đến chúc mừng vợ chồng mình nên uống say quá đi vào đây ngủ đấy. Bạn anh đúng thật là vui tính. Say kiểu gì mà lại khỏa thân rồi ngủ phòng tân hôn người khác như này chứ. Anh dìu bạn anh ra đi. Nói rồi chồng tôi dìu anh bạn đó ra. Tôi vẫn chẳng nghi ngờ gì vì đàn ông say rượu thường thế. Đêm tân hôn của chúng tôi vẫn diễn ra vô cùng mỹ mãn. Một tuần sau khi kết hôn, anh cũng vẫn là một người chồng tuyệt vời của tôi. Anh quan tâm chăm sóc tôi từng chút.
Người ta nói hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu. Nhưng đối với tôi, được quen và kết hôn với anh chính là một giấc mơ có thật. Tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã đem anh đến bên tôi. Nhưng tôi đâu ngờ được con người thật đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo kia của anh. Nếu không có cái ngày định mệnh đó, có lẽ tới giờ tôi vẫn còn dương dương tự đắc trước mặt mọi người về người chồng mẫu mực lý tưởng của mình. Một lần, tôi có lịch đi công tác nước ngoài một tuần, nhưng vì công việc kết thúc trước dự kiến nên tôi đã dành ngày cuối về với anh. Tôi cố ý không gọi anh ra sân bay đón mà tự bắt xe về. Đến nơi, tôi hơi bất ngờ vì thấy cửa nhà không khóa. Bây giờ mới là 3 giờ chiều. Giờ này anh đáng lẽ phải ở công ty chứ sao lại về nhà, tôi đoán có lẽ hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày. Đẩy cửa bước vào. Trước mắt tôi là một đống quần áo nam vương vãi trên sàn, ở góc tủ giày thì có hai đôi giày nam, một của chồng tôi. Còn một hình như là của người lạ. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi bỗng nghe thấy tiếng gì đó phát ra trong phòng, một âm thanh nhạy cảm mà tôi có thể đoán được đó là gì. Linh cảm mách bảo tôi có chuyện chẳng lành sắp diễn ra. Bước đến cạnh phòng ngủ của chúng tôi, nhìn qua khe cửa tôi không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Chồng tôi đang làm cái chuyện kinh khủng đó với một người đàn ông. Hai người họ đang quằn quại quấn lấy nhau trên chiếc giường của chúng tôi. Tôi khóc thét lên rồi ngất lịm đi vì quá sốc. Tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là anh ta và người đàn ông kia. Chồng tôi, anh ta lại quay trở về với dáng vẻ lịch lãm mà tôi vẫn thường thấy. Anh ta và tình nhân của mình quỳ xuống van xin tôi tha thứ. Họ thừa nhận đã quen và yêu nhau trước khi gặp tôi, nhưng vì muốn giấu giếm giới tính thật của mình với mọi người. Chồng tôi đã lên kế hoạch tiếp cận, tán tỉnh rồi cưới tôi để che đậy mọi việc. Còn cái người được gọi là tình nhân kia, hắn ta nắm lấy tay tôi mà van xin, xin tôi hãy tha cho chồng tôi, xin tôi tha thứ cho họ. Anh ta còn nói rất yêu chồng tôi, không thể sống thiếu chồng tôi. Xin tôi hãy hiểu cho họ. Tôi nhìn thẳng vào hai con người ấy rồi gào rú, ném văng tất cả mọi thứ trong phòng và đuổi hai con người kinh tởm đó ra ngoài. Tôi thấy bẩn thỉu và khiếp sợ khi nghĩ lại những cử chỉ âu yếm mà anh ta dành cho tôi, hóa ra anh là một tên bệnh hoạn. Tôi đã bị vẻ lịch lãm bảnh bao của anh ta che mắt. Tôi hoàn toàn sốc khi phát hiện mình chỉ là một cái vỏ bọc, cái bình phong cho chồng. Giúp anh ta che giấu giới tính, che giấu những việc làm bẩn thỉu của anh ta với người tình đồng giới của mình. Tôi đã hoàn toàn suy sụp. Không còn người chồng trong mơ, không còn gia đình hạnh phúc nữa. Nếu mọi người biết được chuyện này, chắc chắn họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Nói tôi đáng đời. Bây giờ tôi không biết phải làm sao, tôi muốn ngay lập tức chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng cũng rất sợ ánh mắt của người đời. Ngày tháng sau này tôi sẽ phải sống sao đây? Tôi năm nay 35 tuổi, đã lấy chồng được 5 năm. Cuộc sống hôn nhân có thể nói là dễ chịu khi tôi có một người chồng yêu thương vợ. Hai vợ chồng lại được ở riêng nên những va chạm với bố mẹ chồng cũng được hạn chế phần nào. Duy chỉ có một điều. Đó là sau bao nhiêu cố gắng, tới giờ chúng tôi vẫn chưa thể có con. Dù gia đình chồng không gây áp lực nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy rất buồn. Tôi có một người bạn gái thân, có thể gọi là Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ. Mọi chuyện từ vui tới buồn tôi đều tâm sự với cô ấy. Cô ấy bằng tuổi tôi, cũng trải qua nhiều mối tình nhưng đều không đi đến đâu. Cô ấy thường tới nhà chơi với vợ chồng tôi. Lâu dần, chồng tôi cũng xem cô ấy như người nhà. Những lần đến chơi, thỉnh thoảng bạn tôi lại khen chồng tôi biết chăm sóc vợ con. Lo toan chuyện gia đình và tỏ ý ghen tị với tôi về điều đó. Tôi cũng chỉ nghĩ bạn quý mến chồng nên nói cho vui. Giáng sinh vừa rồi cô ấy rủ hai vợ chồng tôi đi du lịch. Nghĩ đơn giản cô ấy cũng như người nhà và tôi cũng muốn được đi đâu đó cho thay đổi không khí nên vợ chồng tôi đồng ý luôn. Tôi cũng đồng ý với đề nghị ở chung một phòng của cô bạn. Tôi và cô ấy ngủ giường đôi còn chồng tôi ngủ giường đơn. Hôm ấy chúng tôi đi rất nhiều nơi. Cả ngày đi phơi nắng nên tôi bị sốt nhức đầu. Cô ấy hỏi han rồi nhiệt tình đi mua thuốc cho tôi. Tôi nào ngờ, đó đã là những gì tính toán trước của cô ấy. Đêm ấy tôi uống thuốc rồi ngủ say không biết gì. Chính đêm hôm ấy, ngay tại căn phòng khách sạn đó, chồng tôi và cô ta đã làm cái điều trong mơ tôi cũng không bao giờ dám tưởng tượng. Sau hôm ấy, cô ta vẫn đến nhà tôi chơi, còn tôi thì chẳng hay biết gì. Đêm 30 Tết vừa rồi, chồng tôi rủ đi ăn cùng bạn rồi đón giao thừa ngoài đường. Hôm ấy tôi hơi mệt, với lại cũng muốn nằm nghỉ ngơi, điện thoại chúc Tết hai bên gia đình nên quyết định ở nhà. Những tưởng anh sẽ đi với hội bạn làm cùng, ai ngờ. Một người bạn nói với tôi, anh ta vô tình thấy chồng tôi chở cô bạn thân của tôi trên đường. Hai người ôm eo tình cảm lắm.
tai tôi như ù đi, tôi không thể nghe được gì sau câu nói ấy. Tôi cố chờ đến 3 giờ sáng. Khi chồng tôi về, anh nói do đi xem pháo hoa xong còn đi hát karaoke nên mới về muộn. Tôi giật lấy điện thoại trong sự ngỡ ngàng của anh. Tôi tôn trọng và chưa bao giờ kiểm tra điện thoại của chồng, nhưng hôm nay thì khác. Cô ta chủ động nhắn tin với chồng tôi rất nhiều, và luôn đề cập tới đêm du lịch hôm đó. Anh cúi gằm mặt, không chối cãi. Anh ấy nói vẫn rất yêu tôi, không có ý định phản bội tôi, nhưng cô ấy đã chủ động tấn công và anh đã không kiềm chế được. Điều tôi cũng không ngờ đến là cô ta đã có thai. Cô ta không yêu cầu chồng tôi cho cô ta một danh phận, nhưng những khi cô ta cần thì chồng tôi phải có mặt ở bên cô ấy. Anh quỳ xuống trước mặt tôi, cúi gằm xin lỗi. Trái tim tôi như vỡ làm trăm mảnh. Tại sao anh có thể lừa dối tôi? Tại sao lại là cô ta? Và tại sao lại là chồng tôi? Tôi phải làm gì với cái thai trong bụng cô ấy? Rồi nhà chồng tôi sẽ thế nào khi họ biết rằng mình đã có một đứa cháu nhưng không phải do tôi sinh ra? Tôi thực sự hoang mang, không biết phải làm thế nào nữa.